Kính chào quý vị và các bạn. Cùng với các hoạt động không kích IS của Nga tại Syria, cục diện cuộc chiến chống IS trên thế giới đã chứng kiến những bước ngoặt đáng kể. Tại châu Âu, đáp lại lời kêu gọi hợp tác chống khủng bố của Tổng thống Pháp Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron mới đây cũng đã tuyên bố về kế hoạch Anh sẽ tham gia không kích IS tại Syria. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ ngay trong lòng nước Anh. Ngày hôm qua, 28 tháng 11, hàng chục nghìn người đã biểu tình tại thủ đô London của Anh và Madrid của Tây Ban Nha để phản đối kế hoạch can thiệp quân sự chống tổ chức Hồi giáo cực đoan IS tại Syria. Khoảng 5.000 người đã tham gia biểu tình tại London phản đối khả năng Vương quốc Anh mở rộng các cuộc oanh kích của nước này chống IS từ Iraq sang Syria. Đám đông hàng nghìn người đã tụ tập trước số 10 Downing, dương cao các áp phích với nội dung như không ném bom Syria hay không đổ thêm dầu vào lửa, đồng thời kêu gọi Thủ tướng David Cameron hủy bỏ kế hoạch mở rộng không kích IS sang Syria, tránh vấp phải sai lầm tương tự đã từng làm trong cuộc chiến tại Iraq. Tại thời điểm này, Syria đang bị không kích bởi hai cường quốc về quân sự là Nga và Mỹ. Thế nhưng ngay cả như vậy thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tổ chức IS vẫn cứ lớn mạnh, giống như trước khi các đợt không kích bắt đầu. Trước đó, Thủ tướng Cameron dự định sẽ tổ chức một cuộc biểu quyết tại Hạ viện về việc mở rộng cuộc không kích ở Syria mà ông tự tin mình sẽ giành thắng lợi thông qua việc thuyết phục đủ số lượng các nghị sĩ đảng lao động ủng hộ ông. Hiện đang có các hoạt động quân sự trên bầu trời Syria và Anh nên là một phần trong các hoạt động đó bởi chúng ta có đủ nguồn lực và có khả năng giúp đỡ. Hơn nữa, nước Anh cũng không nên phó mặc nghĩa vụ bảo vệ người dân cho các đồng minh của mình. Chúng ta nên thực hiện nghĩa vụ của mình. Dự kiến kế hoạch không kích IS tại Syria sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội Anh sớm nhất là vào tuần tới. Cũng trong ngày 28 tháng 11, hàng nghìn người đã biểu tình tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha để phản đối các hành động quân sự của Pháp tại Syria. Những người biểu tình đã dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Paris, Pháp hai tuần trước đó. Tất cả mọi người đều mong muốn hòa bình, không chỉ ở Tây Ban Nha mà trên toàn thế giới, bao gồm cả những nước Ả Rập, nơi mà chúng ta đang can thiệp quân sự. Tôi có mặt ở đây vì tôi không thích chiến tranh. Tôi cho rằng bạo lực sẽ chỉ sinh ra bạo lực mà thôi, và bạo lực không phải là cách để giải quyết vấn đề. Những người tham gia biểu tình cũng cảnh báo không nên để Tây Ban Nha trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng Hồi giáo cực đoan, tương tự như vụ đánh bom tàu hỏa của các phần tử khủng bố Al-Qaeda tại Madrid hồi năm 2004, khiến hơn 190 người thiệt mạng. Hẳn là nhiều người Tây Ban Nha vẫn chưa quên vụ đánh bom kinh hoàng tại Madrid hồi năm 2004, vốn được cho là hành động trả đũa của Al-Qaeda vì Tây Ban Nha can thiệp quân sự vào cuộc chiến tại Iraq. Có lẽ đó cũng là lý do khiến Madrid lo ngại nguy cơ khủng bố một lần nữa sẽ trỗi dậy, cướp đi mạng sống của những người dân vô tội, giống như những gì vừa xảy ra tại Paris, Pháp. Liên tục những vụ bắt giữ các đối tượng tình nghi khủng bố trong thời gian gần đây của chính quyền nước này đã phần nào minh chứng cho điều đó. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha hôm 28 tháng 11 vừa bắt giữ 3 đối tượng do bị tình nghi có các mối liên hệ với tổ chức Hồi giáo cực đoan IS, trong đó có 2 người đàn ông gốc Maroc khoảng 32 đến 42 tuổi bị bắt giữ ở Barcelona do nghi ngờ họ đang tìm cách tuyển mộ người tham gia cuộc thánh chiến Hồi giáo. Những người này đã sử dụng mạng Internet và mạng xã hội để truyền bá các tư tưởng cực đoan của tổ chức Hồi giáo cực đoan IS và thuyết phục những tín đồ tới các vùng chiến sự. Ngoài ra, còn có một phụ nữ Tây Ban Nha 24 tuổi bị bắt giữ tại một thị trấn đông bắc Barcelona khi đang chuẩn bị tới vùng chiến sự tại Trung Đông. Kể từ hồi tháng 6, Tây Ban Nha đã được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao, mức 4 trong thang cảnh báo 5 cấp độ. Trước đó, hồi tháng 2 năm nay, chính phủ nước này đã thông qua điều luật chống khủng bố nhằm chống lại các cá nhân ra nước ngoài tham gia chiến đấu trong các nhóm Hồi giáo cực đoan, cũng như âm mưu tiến hành các cuộc tấn công theo kiểu những con sói đơn độc ngay trên chính Tây Ban Nha. Trong các chiến dịch bố giáp khủng bố từ đầu năm đến nay, giới chức Tây Ban Nha đã bắt giữ tổng cộng 95 người do tình nghi có liên quan đến các hoạt động tiếp tay cho khủng bố. Sau vụ tấn công khủng bố của các phần tử Hồi giáo cực đoan nhằm vào thủ đô Paris, Pháp, Tổng thống Pháp François Hollande đã tuyên bố nước Pháp đang trong tình trạng chiến tranh. Theo các nhà phân tích, cho dù có hay không có sự hỗ trợ giúp từ phía người đồng minh EU là Anh, thì việc gia tăng các hoạt động can thiệp quân sự của Pháp ở Syria là điều khó tránh. Thế nhưng câu hỏi được đặt ra lúc này là liệu những cuộc không kích của Liên minh quốc tế chống IS có đủ khả năng để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng khủng bố hay không?
đặt trong bối cảnh chiến trường Syria đang ngày một phức tạp hơn sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiếc máy bay chiến đấu của Nga ở biên giới Syria hôm 24 tháng 11 vừa qua. Liệu sự can thiệp của phương Tây có giải quyết được những bất ổn ở Trung Đông hay không? Bài phân tích dưới đây sẽ phần nào giải đáp những câu hỏi đó. Mặc dù mới chỉ xuất hiện một vài năm trở lại đây, song IS đã có sự khởi động ban đầu rất hiệu quả, đặc biệt là trong việc truyền bá tư tưởng thánh chiến về bản chất bạo lực rộng khắp Trung Đông, Bắc Phi và các quốc gia phương Tây khác. IS, Al-Qaeda và các chân rễ của nó gây ra các mối đe dọa lớn lâu dài và tư tưởng của chúng là phát triển và liên kết chặt chẽ trên cơ sở hận thù. Bản chất của vấn đề ở Syria và Iraq hiện nay là làm thế nào để tìm một hình thức thỏa đáng hoặc một cơ chế hình thức quản lý đối với những người Sunni Ả Rập, đặc biệt là khi người Sunni chiếm số đông dưới quyền điều hành truyền thống của người Alawite, hậu thuẫn cho chế độ của đương kim Tổng thống Bashar al-Assad. Một trong những bài học chính của thời đại khủng bố là mối nguy hiểm xuất phát từ khu vực rộng lớn không bị quản lý. Ở Syria và Iraq cũng như ở Afghanistan trước đây, các nhóm khủng bố đang thu hút số lượng lớn các tay súng nước ngoài và nhiều người trong số đó sẽ trở về quê hương để tiến hành các hoạt động khủng bố. Tại các quốc gia như Syria, Iraq hay Afghanistan, chính là động cơ Hồi giáo cực đoan đã dẫn dắt IS và những kẻ đứng đầu tổ chức này. Sự thù địch giữa các tộc người cũng là một yếu tố khiến IS có thể lợi dụng để chiêu mộ quân số. Thậm chí nhiều người tình nguyện đi theo chúng không phải do hệ tư tưởng thúc đẩy, mà đơn giản là bởi sự thù địch chủng tộc hay sắc tộc và oán giận. Để ngăn chặn sự mở rộng và lớn mạnh của IS trên khắp lãnh thổ Syria và Iraq, hậu thuẫn cho các lực lượng kình địch của tổ chức này, thì các chiến dịch không kích của liên quân là đúng đắn. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc rễ của những mâu thuẫn nội tại ở các quốc gia này, thì phải do chính người dân nơi đây tự quyết định. Nói cách khác, sự can thiệp quân sự của phương Tây không phải là yếu tố quyết định cho các vấn đề bất ổn ở Trung Đông. Kể từ sau sự kiện tòa tháp đôi trung tâm thương mại tại New York, niềm tự hào của nước Mỹ bị khủng bố Al-Qaeda đánh sập ngày 11 tháng 9 năm 2001, khủng bố quốc tế đã trở thành một vấn nạn có tính toàn cầu. Liên tiếp vụ tấn công khủng bố ở Paris, Pháp hay vụ máy bay hàng không dân dụng A321 của Nga bị rơi ở Ai Cập đã cho thấy không một quốc gia nào có thể miễn dịch với nguy cơ khủng bố. Đã đến lúc các quốc gia trên thế giới cần hợp tác sâu rộng để hình thành một liên minh chống khủng bố trên quy mô toàn cầu. Điều mà cả thế giới đã chờ đợi suốt 13 năm qua, cuối cùng cũng có hy vọng trở thành sự thật. Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng Nga-Thổ sau vụ Ankara bắn rơi chiến cơ Su-24 của Moscow giờ đã biến thành một cuộc chiến thương mại khi mà trong những ngày qua, Điện Kremlin liên tiếp có những động thái trả đũa về kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự cứng rắn vốn có của Tổng thống Nga Putin, các động thái trả đũa của nước này được dự đoán sẽ không chỉ dừng ở khía cạnh thương mại, bất chấp khả năng Moscow sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong hoàn cảnh nền kinh tế nước này đang bị vây hãm bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Thông tin chi tiết về sự leo thang căng thẳng trong mối quan hệ Nga-Thổ trong những ngày vừa qua sẽ có trong phần tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Theo người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã ký sắc lệnh về những biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia cho Liên bang Nga và bảo vệ công dân trước các hành động tội phạm cũng như bất hợp pháp khác và về việc áp đặt các biện pháp kinh tế, đặc biệt trong mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Putin đang huy động tổng lực, huy động để đối phó với những gì hoàn cảnh yêu cầu. Những thách thức đang dội xuống nước Nga là chưa từng có. Vì thế, phản ứng của Tổng thống là phù hợp với mối đe dọa này. Cụ thể, việc nhập khẩu một số mặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạm thời bị cấm hoặc hạn chế. Một số tổ chức Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga sẽ bị cấm hoạt động. Các công ty và doanh nghiệp Nga bị cấm thuê lao động Thổ Nhĩ Kỳ làm việc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, lệnh này chỉ áp dụng đối với những người lao động mới. Những người đã được ký hợp đồng làm việc chính thức từ trước ngày 31 tháng 12 sẽ không bị ảnh hưởng. Một số chuyến bay thuê giữa hai nước sẽ bị dừng hoạt động. Sắc lệnh cũng yêu cầu các hãng lữ hành Nga hạn chế bán các gói du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Nga cũng tăng cường kiểm soát an ninh ở các cảng biển tại biển Azov và biển Đen. Việc hiện diện và di chuyển trái phép của các tàu Thổ Nhĩ Kỳ gần các cảng biển trên sẽ bị ngăn chặn. Trước đó, vào hôm 27 tháng 11, Nga đã đình chỉ thỏa thuận miễn thị thực đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã thực sự bước vào một cuộc chiến tranh thương mại. Bên cạnh cuộc chiến kinh tế, Nga được cho là đang tìm nhiều cách khác để trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trên thực địa, nơi chiếc Su-24 bị bắn hạ.
Vào ngày 25 tháng 12, các máy bay ném bom và cường kích của Nga đã dội hàng chục quả bom vào khu vực miền núi Latakia, nơi chiếc Su-24 của Nga bị bắn hạ. Được biết, đây là vị trí do các phiến quân người Tuốc được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát. Theo Tổ chức Giám sát quyền con người Syria, SOHR, Nga đã liên tục không kích vào khu vực tỉnh Latakia trong nhiều tuần qua. Tuy nhiên, các đợt dội bom hôm 25 tháng 11 là lớn nhất. Một tư lệnh của lực lượng người Tuốc ở Syria cho biết các tàu chiến của Nga ở Địa Trung Hải cũng đã phóng tên lửa vào khu vực nói trên. Ngoài ra, đạn pháo của quân đội Syria cũng liên tục nã vào các vị trí của người Tuốc. Hãng tin Reuters cho biết các vụ không kích và pháo kích đã khiến khoảng 1.700 người Tuốc đang sinh sống trên các dãy núi ở Syria phải chạy tới sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để lánh nạn. Họ ném bom ở khắp nơi. Ngày hôm qua, bom rơi trúng nhà tôi. Không có chỗ ở, chúng tôi phải bỏ chạy. Chúng tôi không dám sống ở đó nữa. Chúng tôi đã chạy tới đây được 5 ngày rồi. Trên trời máy bay của Nga liên tục ném bom. Dưới đất xe tăng của Syria không ngừng nã pháo. Làng của chúng tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Bởi thế, chúng tôi phải chạy tới đây. Không chỉ ném bom ở khu vực chiếc Su-24 bị bắn hạ, tới ngày 27 tháng 11, Nga còn tiếp tục không kích vào các đoàn xe chở dầu và đồ tiếp tế tại khu vực biên giới Syria, nơi các nhóm phiến quân người Tuốc được Ankara hậu thuẫn đang hoạt động. Cùng lúc, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đã khẩn cấp triển khai hệ thống tên lửa S-400 đến Syria với lý do là để tăng cường hệ thống phòng không ở căn cứ Khmeinin thuộc thành phố cảng Latakia ở Syria. Theo đó, ông Putin tuyên bố sẽ bắn hạ bất cứ mục tiêu nào nguy hiểm với máy bay Nga. Được biết, từ Latakia, S-400 có thể bắn tới các khu vực miền Bắc và miền Trung Israel, cũng như đảo Sip, Liban và bao trùm toàn bộ miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thêm vào đó, Nga cũng đã điều động tuần dương hạm Moskva đến áp sát bờ biển tỉnh Latakia, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần 50 km. Báo chí phương Tây cho rằng, để đối phó với Ankara, Moskva có thể tăng cường hỗ trợ cho các phần tử người Quốc. Bên cạnh những hành động trả đũa cụ thể, Điện Kremlin còn tận dụng các diễn đàn truyền thông để công bố những bí mật phía sau quyết định bắn hạ chiến cơ Su-24 mà Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện hôm 24 tháng 11 vừa qua. Theo đó, các thông tin cho rằng Ankara đang bắt tay với tổ chức Hồi giáo cực đoan IS nhằm trục lợi, đang được lan truyền không chỉ trong dư luận Thổ Nhĩ Kỳ mà cả thế giới trong vài ngày qua. Những ngày qua, dư luận Thổ Nhĩ Kỳ hết sức phẫn nộ trước việc tổng biên tập của Nhật báo Cumhuriyet là ông Can Dudat và nhà báo Erdem Gun đã bị bắt giữ với tội danh làm gián điệp và khủng bố. Hai người này đã bị bắt hôm 27 tháng 11. Tôi cảm thấy hết sức tồi tệ và thất vọng. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không từ bỏ. Họ đang đe dọa chúng tôi, không cho phép chúng tôi viết và chia sẻ các bí mật với công chúng. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Họ có thể bắt chúng tôi nếu thích. Trong khi đó, tờ La Repubblica của Ý bình luận về việc Ankara bắt tổng biên tập nhật báo Cumhuriyet là để bịt miệng những người phát giác các vụ làm ăn mờ ám của chính phủ, đàn áp những người đưa ra ánh sáng, sự dính líu của Thổ Nhĩ Kỳ và các hoạt động tài trợ và ủng hộ ngầm đối với tổ chức IS và tìm cách thiết lập một trật tự thép nhằm đánh thẳng vào phe đối lập. Trước đó, trang mạng của tờ Cumhuriyet đã đăng tải nhiều đoạn video quay những thùng vũ khí mà MIT, cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, chuyển sang Syria cho IS trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo La Repubblica, báo Cumhuriyet bị sờ gáy không chỉ vì chứng minh những lời tố cáo của Nga về việc Thổ Nhĩ Kỳ tài trợ cho khủng bố quốc tế là đúng, mà nhật báo này còn đưa ra những sự thật của Ankara, đó là việc các chiến binh IS bị thương được chữa trị một cách chu đáo trong các bệnh viện ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã che đậy một cách tài tình việc bọn buôn lậu dầu của nước này đã làm ăn với IS, với tổng giá trị các thương vụ chuyển dầu từ IS sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt tầm 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Những lời tố cáo này xảy ra vào đúng thời điểm Nga tuyên bố họ có bằng chứng để chứng minh Ankara có dính dáng tới các thùng dầu của IS. Quý vị có biết ai là Bộ trưởng Năng lượng mới trong chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới được thành lập gần đây không? Đó là con rể của ông Erdogan. Tôi chỉ muốn nói ra sự thật đó mà thôi. Hiện Syria đang kêu gọi Mỹ mở cuộc điều tra xung quanh những nghi ngờ nhằm vào con trai và con rể ông Erdogan. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa có phản ứng gì. Bên cạnh đó, việc hai nhà báo của tờ Cumhuriyet bị bắt càng khiến dư luận nghiêng về giải thuyết của Nga rằng Ankara đang làm ăn với IS và đây chính là lý do thực sự khiến Ankara đã bắn hạ Su-24 của Moscow. Nếu những cáo buộc nhằm vào ông Erdogan là đúng, cộng thêm những phản ứng gay gắt của Nga,
chắc chắn cánh cửa gia nhập EU của Ankara sẽ khó có cơ hội rộng mở. Đến đây, Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.